be us. So back to what I was saying. be us. Mỹ nhân thừa sức cạnh tranh với Triều Vi vì một lần thiếu thắng mà hủy hoại tương lai. Nếu không mắc sai lầm, có lẽ Thường Viến đã trở thành cái tên trói lọi trên bầu trời xe buýt chẳng kém gì Triều Vi. Đối với diễn viên, công việc là vũ khí lợi hại nhất để chứng tỏ bản thân và diễn xuất mới là điều quan trọng nhất trong mọi tác phẩm. Một diễn viên giỏi chỉ cần có một ánh mắt và cử động nhỏ cũng có thể khắc họa nhân vật một cách sống đồng mà không cần mở miệng. Sau hoa ngữ đã từng sinh ra rất nhiều diễn viên vô cùng xuất sắc và trong số đó có một diễn viên nổi tiếng từng đủ khả năng để cạnh tranh với Triều Vi. Đáng tiếc, cuối cùng cô không còn cách nào khác là rút lui khỏi showbiz vì xúc phạm một nhóm người, nữ diễn viên đó chính là Thường Viễn. Thường Viễn sinh năm 1974 tại Nội Mông, mặc dù sinh ra ở phương Bắc nhưng ngày từ nhỏ cô đã có vẻ ngoài uyển chuyển của một cô gái sang Nam. Từ nhỏ thành tích học tập của Thường Viễn không đặc biệt tốt, năm 19 tuổi cô chọn tham gia đoàn văn công Nội Mông trong đoàn kịch thường viễn rất ham học hỏi và từng tham gia nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình tuy không phải nhân vật chính nhưng cô luôn ấp ủ ước mong được đóng phim thường viễn học hỏi rất nhiều kỹ năng diễn xuất và từ đó bắt đầu dẫn thân vào con đường nghệ thuật với sự tự tin cô đã lên bắc kinh dự thi vì kiến thức của thường viễn chưa đủ để vượt qua bài kiểm tra nên cuối cùng cô đã bỏ lỡ giấc mơ học tại bắc kinh nhưng người ta thường nói ông trời luôn mở một cánh cửa cho bạn sau khi đóng một cánh cửa khác đang lúc thất vọng, cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào ấy đã nhận được lời mời từ đoàn phim Dương Khai Tuệ. Trong phim, Thường Viễn lần đầu đóng vai chính. Lần đầu đóng vai nữ chính khiến Thường Viễn căng thẳng bởi lúc đó cô mới chỉ 21 tuổi. Để thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách sinh động hơn, Thường Viễn đã học rất nhiều tài liệu lịch sử để thể hiểu lòng được nhân vật. Thường Viễn đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử để hiểu lòng nhân vật, cố gắng cảm nhận chúng. Nhưng nhờ tác phẩm này, kỹ năng diễn xuất của Thường Viễn đã được nhiều đạo diễn công nhận giúp cô chính thức dấn thân vào con đường, trở thành một diễn viên. Sau Dương Khai Tuệ, những tác phẩm ăn khách của Thường Viễn tiếp tục được ra đời. Cô đóng vai chính trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Chàng trai Thành Đạt, Đông Châu Liệt Quốc Xuân Thu Thiên. Qua từng bộ phim, mọi người thấy diễn xuất của Thường Viễn ngày càng mềm mại hơn, từ đó cô chứng minh mình có thể thách thức được cả màn ảnh rộng. Năm 22 tuổi, Thường Viễn tham gia bộ phim truyền hình Chị Em. Cô có cơ hội được đóng chung với tất cả diễn viên hàng nhất thời đó như Hắc Lôi, Tưởng Khải và Trương Quốc Cường. Ngay lập tức, bộ phim truyền hình Chị Em trở thành tâm điểm vào những năm 1990 và gây xôn xao dư luận. Thường Viễn nghiễm nhiên trở thành nữ diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 24 tuổi, Thường Viễn lọt vào danh sách tranh giải giải thường vàng nhờ bộ phim Chị Em. Khi đó, triều vi của Hoàn Châu Cách Cách và tưởng văn lễ của tay trong tay cũng lọt vào danh sách đề cử. Cùng năm, Thường Viễn và Trương Thiết Lâm tham gia bộ Tùng Linh, đây là tác phẩm để lại ấn tượng với khán giả. Trong những năm tiếp theo, Thường Viễn tiếp tục góp mặt trong bộ phim truyền hình của đạo diễn Hà Nham, Jolai Show, Bà Sơn Nết và trọng án lục tổ để nhất bộ của đạo diễn từ Khánh Đông trở thành cái tên ăn khách thời điểm đó. Với tốc độ phát triển ngày càng thăng tiến, nếu không có chuyện gì xảy ra, tên tuổi của Thường Viễn sẽ trở nên chói lọi trên bầu trời ngôi sao xe buýt. Nhưng vào năm 2002, cô lại thành trò cười của vận mệnh mà không ai có thể đoán trước được. Khán giả chắc đã xem bộ phim Cho tình yêu quay lại của Mai Đình và Lý Lập Quân. Đây là một bộ phim được đánh giá là tác phẩm phim ảnh nổi bật của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Thường Viễn ban đầu được mời đóng vai nữ chính lôi viên viên. Sau khi ký hợp đồng, đoàn làm phim lại che giấu việc thay đổi nữ chính thành Mai Đình. Nhưng tên của Thường Viễn vẫn được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo. Tức giận, Thường Viễn đã kiện đoàn làm phim ra tòa đáp trả lại nữ diễn viên chính là lời biển minh hết sức nghịch lý của phía ekip làm phim. Thường viễn không đồng ý với số tiền thù lao nên không thể quay phim. Cuối cùng, tòa án đã phán quyết thường viễn thắng kiện và yêu cầu đoàn làm phim bồi thường cho cô 410.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng, và nhân vật nữ chính vẫn được thay thế bằng Mai Đình. Vụ kiện của Thường Viễn rất trầm rổ trên báo và ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô. Từ đó đến nay rất ít đoàn làm phim dám tìm cô để quay phim. Nhiều người cho rằng đây là một lệnh cấm trá hình. Khi đó, khán giả cho rằng Thường Viễn chỉ đơn giản là bác bỏ quy tắc ngầm của giới làm phim, bí mật đổi trắng thay đen. Một số khác lại nhận định lý giải của ekip là đúng, còn sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Kể từ, từ đó, Thường Viễn đóng phim ngày càng ít, cô bắt đầu vắng bóng trên màn ảnh và trở thành đạo diễn hậu trường. Trải qua 7 năm làm việc chăm chỉ, bộ phim đầu tiên của cô cùng là thiên thần được phát hành tại đại lục bộ phim do nam trí huân và liên hoàng thành đóng chính ngoài ra còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng bao gồm tiểu tống sai dương lập tân và chính đạo diễn thường viễn làm khách mời Mặc dù có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng nhưng phản hồi sau khi bộ phim phát sóng rất bình thường. Vì quá thất vọng, thường viễn rút lui khỏi công việc đạo diễn, kể từ đó có rất ít thông tin về cô. Hiện tại, ở tuổi 46, cuộc đời của mỹ nhân từng cạnh tranh với Triều Vi vẫn là ẩn số. Thường viễn ít chia sẻ, không lên báo nên tin tức về hôn nhân gia đình của cô chẳng ai hay.